Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát liên quan tới 21 lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực được Quốc hội quan tâm tiến hành giám sát nhiều lần như kế hoạch và đầu tư, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, nội trụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng ngân hàng, thông tin và truyền thông. Ngoài ra, có một số lĩnh vực được Quốc hội giám sát gồm công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, tư pháp, tòa án, kiểm soát, kiểm toán. Báo cáo cũng đã khái quát những kết quả đạt được, nêu rõ một số hạn chế bất cập trong việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn. Trong phiên chất vấn sáng nay, các đại biểu nhấn mạnh Chính phủ các bộ ngành cần đề cao trách nhiệm cá nhân, chú trọng công tác ban hành văn bản kế hoạch triển khai, công tác phối hợp hành động, phải chỉ ra được nguyên nhân và xác định các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các nghị quyết của Quốc hội.